khối tài sản khổng lồ, ít ai biết của ca sĩ Lâm Hùng. 18 lần đổi xe hộp tiền tỷ, có căn hộ khang trang ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và căn nhà vườn rộng 4.000 m2 ở Kiên Giang. Từ trước đến nay, ca sĩ Lâm Hùng vẫn rất kín tiếng, nên ít ai biết rằng nam ca sĩ đang sở hữu khối tài sản khổng lồ này. Nhà vườn của ca sĩ Lâm Hùng tọa lạc tại thành phố Kiên Giang với khuôn viên rộng 4.000 m2 được bày trí như một resort. Là người có tình yêu với thiên nhiên, cây cỏ, nên ca sĩ Lâm Hùng đã lựa chọn xây dựng không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà được khoác chiếc áo trắng tao nhã, tọa lạc giữa một không gian mở phủ đầy cây xanh, mang đến cái nhìn bắt mắt và tươi mát. Để thỏa mãn niềm đam mê cây cảnh, nam ca sĩ và gia đình đã trồng rất nhiều cây xanh, cũng như các chủng loại cây ăn quả. Chạy theo suốt chiều dài khu nhà là những thảm cỏ xanh mướt. Lâm Hùng cũng tỉ mẩn cho xây dựng mái nhà chòi ngay trong sân vườn, với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Đây là nơi để anh đón tiếp bạn bè phương xa đến chơi, và cũng là điểm hẹn của các thành viên gia đình trong những dịp trọng đại. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn hết phải kể đến là sự hiện diện của những chiếc bàn gỗ mộc mạc, đủ tao nhã cho các buổi hàn huyên tâm sự. Lâm Hùng nói rằng, ngôi nhà này là cội nguồn, chính là nơi anh được sinh ra và lớn lên. Đây cũng chính là nơi nuôi dưỡng ước mơ, cũng như chứng kiến sự trưởng thành mỗi ngày, để anh có được những thành quả hiện tại. Chính vì thế, dù hiện tại đã có cho riêng mình một căn hộ khang trang ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ngôi nhà vườn này vẫn lưu giữ một kỷ niệm rất đặc biệt mà không gì có thể thay thế được đối với cuộc đời lẫn sự nghiệp của ca sĩ Lâm Hùng. Điều đặc biệt hơn, đây cũng chính là nơi đặt phần mộ, nơi yên nghỉ của đấng sinh thành nam ca sĩ. Dù công việc bận rộn, nhưng nam ca sĩ vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể trở về chăm sóc vườn tược, nhà cửa, cũng như chăm sóc mộ phần của ba mẹ. Phòng khách của nhà ca sĩ Lâm Hùng đơn giản với bộ bàn ghế và tủ thờ được làm từ gỗ quý đắt tiền. Sân vườn rộng thênh thang với lối đi đá và hai bên là thảm cỏ cùng cây cối mát rượi. Chia sẻ về ngôi nhà vườn bình yên và đầy kỷ niệm này, nam ca sĩ nói thêm, những lúc tìm về, căn nhà cho tôi cảm giác bình yên đến lạ lùng. Chính không gian này giúp tôi tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống, cho tôi phút giây thư giãn thật sự. Đây cũng chính là nơi mang đến tôi nhiều cảm hứng sáng tác, giúp tôi quên đi những tất bật của nhịp sống Sài Gòn. Vì tính chất công việc, Lâm Hùng không thường xuyên có mặt ở nhà, chính vì thế anh đã thuê người chăm sóc, trông coi nhà vườn cũng như nơi an nghỉ của ba mẹ để mọi thứ luôn chỉnh chu nhất.